phục hồi chức năng online xin giới thiệu video kỹ thuật pnf ổn định nhịp nhàng định nghĩa làm vững hoặc ổn định nhịp nhàng làm tăng sự ổn định qua sự co cơ đồng thời của các cơ quan một hoặc nhiều khớp kháng trở được áp dụng để thúc đẩy co cơ đẳng trường mục đích thường mục đích là gia tăng khả năng bệnh nhân giữ một tư thế phát triển nào đó nhấn mạnh lực xoay để thúc đẩy sự đồng co của các cơ làm vững chính quanh khớp cần tập. Phụ thuộc vào yêu cầu lâm sàng, làm vững nhịp nhàng có thể được sử dụng để thúc đẩy làm vững và thăng bằng, giảm đau khi vận động và gia tăng tầm vận động và sức mạnh. Kỹ thuật. Bệnh nhân được yêu cầu giữ tư thế, lực đẩy tăng dần, nhấn mạnh vào thành phần xoay và phù hợp với cố gắng của bệnh nhân. Khi bệnh nhân đã tạo đủ lực cơ với một hướng người điều trị thay đổi tư thế của một tay và bắt đầu áp dụng lực ở một hướng khác ví dụ làm vững thân ở tư thế ngồi người điều trị kháng lại động tác xoay thân bằng cách đặt một tay ở phần thân trước và tay kia ở phần thân sau bệnh nhân được yêu cầu giữ thân mình thẳng bằng mệnh lệnh giữ lại đừng để tôi để anh một khi bệnh nhân đã giữ đủ vững với lực áp dụng người điều trị thay đổi tư thế của bàn tay phải và trái liên tục để tạo kháng trở theo hướng xoay ngược lại video minh họa chúng ta sẽ minh họa trước ở khung chậu như đã minh họa với co đẳng trường luân phiên lại một lần nữa tôi sẽ yêu cầu diana thực hiện động tác bắt cầu lần này với ổn định nhịp nhàng bạn sẽ áp dụng kháng trở vào phía đối diện của khớp vậy thì một bàn tay đặt trước lên gai chậu trước trên Bàn tay kia đặt ở sau gần gai chậu sau trên hoặc ngay sau hông. Như thế, khi cô ấy đẩy, cô ấy đang thực hiện một kiểu vận động xoắn ở hai hông. Diana, hãy đẩy vào hai bàn tay tôi. Đẩy, đẩy, đẩy. Thả lỏng. Bây giờ tôi sẽ đổi vị trí hai bàn tay, bàn tay đối diện sẽ ra trước và bàn tay kia ra sau và đẩy để tạo vận động xoắn ở hướng đối diện. Thả lỏng đẩy 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 thả lỏng đẩy giữ 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 thả lỏng tốt giờ thì hạ xuống đó là ổn định nhịp nhàng bây giờ là kỹ thuật ổn định nhịp nhàng ở hai vai tôi sẽ thực hiện tương tự với co đẳng trường luân phiên tuy nhiên bàn tay đặt lên phía đối diện như đã minh họa ở vùng hông một bàn tay sẽ đặt phía trước và bàn tay kia sẽ đặt phía sau và khi cô ấy đẩy, cô ấy đang thực hiện một kiểu vận động xoắn qua thân mình. Bây giờ, Diana, cô hãy đẩy, đẩy vào hai bàn tay tôi, đẩy xoắn, giữ, 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 giữ thả giữ, lỏng, giữ. Bây giờ tôi sẽ đảo ngược hai bàn tay tôi, cô hãy đẩy. Đẩy, đẩy, giữ, giữ, thả lỏng. Hãy đẩy. Vậy bàn tay phía trước của tôi như ở phía trước vai. Bàn tay ở phía sau như ở bả vai, và đẩy, giữ, 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 và thả lỏng. Đó là ổn định nhịp nhàng cho thân mình với kháng trở áp dụng lên hai vai. Cảm ơn bạn đã xem video này.